bầu cử theo thứ tự lựa chọn là gì ở nhiều nơi tại hoa kỳ cử tri chọn một ứng cử viên duy nhất cho mỗi một chức vụ trên lá phiếu và ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng cơ chế này được gọi là chọn một người thắng áp đảo tất cả điều này đôi khi có thể dẫn đến việc một ứng cử viên chỉ có tỷ lệ bầu chọn rất nhỏ vẫn đắc cử ngay cả khi đa số cử tri ủng hộ ứng cử viên khác nhưng đó không phải cách duy nhất để bầu cử nhà lãnh đạo Bầu cử theo thứ tự lựa chọn là một phương pháp bầu cử khác cho phép cử tri xếp hạng ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên. Trong bầu cử theo thứ tự lựa chọn, ứng cử viên cần phải nhận được hơn một nửa 37-16 số phiếu bầu để chiến thắng. Tất cả các lựa chọn đầu tiên được đếm và nếu ứng cử viên nào có đa số phiếu bầu 42-15 thì họ đắc cử. Nếu không, ứng cử viên có ít phiếu nhất bị loại và phiếu bầu của cử tri đã chọn ứng cử viên đó là số 1 sẽ được tính cho ứng cử viên kế tiếp. Quy trình này tiếp tục đến khi nào có một ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu và được tuyên bố đắc cử. Hãy xem ví dụ này. Ở đây, bạn chọn cam là ứng cử viên cho lựa chọn thứ nhất, vàng là thứ hai, hồng là thứ ba và xanh lá cây là lựa chọn xếp cuối cùng. Lựa chọn thứ nhất được đếm. Vàng đã đạt 35%, cam 21%, hồng được 28% và xanh lá cây đạt được 16% số phiếu bầu. Vì không có ai đắc cử với tỷ lệ 50%, ứng cử viên có ít phiếu nhất bị loại và lá phiếu của cử tri đã chọn anh ta làm lựa chọn thứ nhất sẽ được tính cho người ở lựa chọn thứ hai. Quy trình này tiếp tục cho đến khi có ứng cử viên nhận được hơn nửa số phiếu bầu, hoặc 50% và một phiếu. Lợi ích của việc bầu cử theo thứ tự lựa chọn là gì? Bầu cử theo thứ tự lựa chọn mang lại nhiều sự lựa chọn hơn, cho phép nhiều ứng cử viên cạnh tranh mà không sợ phân chia phiếu bầu giữa những người cùng chí hướng đôi khi cử tri cảm thấy áp lực khi phải chọn cái ít tệ hơn trong hai cái tệ bầu cử theo thứ tự lựa chọn cho phép người dân bầu chọn ứng cử viên yêu thích của họ chứ không chọn từ các ứng cử viên họ không thích với bầu cử theo thứ tự lựa chọn cuộc vận động tranh cử sẽ tích cực hơn và quảng cáo ít tiêu cực hơn ứng cử viên được khuyến khích tiếp xúc với thật nhiều cử tri kể cả những người ủng hộ đối thủ của họ họ có thể lập một liên minh chiến thắng với những ứng cử viên có cùng chí hướng để lấy các lựa chọn thứ hai và thứ ba của cử tri đã đến lúc khắc phục nền dân chủ của chúng ta và làm kỳ bầu cử hiệu quả hơn cho mọi người. Chúng ta có thể làm được điều đó bằng bầu cử theo thứ tự lựa chọn. Hãy gửi email đến stay@fairvote.org hoặc truy cập website của chúng tôi tại www.fairvote.org để tìm hiểu cách tham gia.